một buổi thực hành mang mặc khí tài của các chiến sĩ hóa học tại Lữ đoàn Phòng hóa 86. 6 giờ sáng, những vạt nắng chói chang. Mỗi chiến sĩ phải mang mặc bộ khí tài phòng da, phòng hô hấp kín mít từ đầu đến chân như thế này. Công việc này đòi hỏi bộ đội phải bảo đảm thể lực tốt, sức chịu đựng cao, động tác nhanh, chính xác. Trong các bài huấn luyện, mỗi chiến sĩ đều thực hiện các thao tác một cách thuần thục. Thân nhiệt mỗi chiến sĩ sẽ tăng theo thời gian khi huấn luyện với bộ khí tài mặc trên người nặng gần 10 kg và một số vật dụng phòng hóa khác. Hiện tượng say nắng, say nóng trong quá trình huấn luyện đều có thể xảy ra. Việc rèn luyện thể lực là rất cần thiết, giúp tôi nâng cao được sức khỏe của bản thân để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của đơn vị giao cho trong thời tiết nắng nóng như thế này. Ngày qua ngày, các thử thách vất vả ngày càng cam go đối với bộ đội hóa học. Trong điều kiện thời tiết 39-40 độ thì chạy thôi cũng đã mệt. Quãng đường chạy 3 km với khí tài cùng các trang thiết bị phòng hóa cá nhân đòi hỏi sự bền bỉ, sức dẻo dai và tinh thần rèn luyện cao của các chiến sĩ. Giai đoạn đầu thực hành bài tập này với chiến sĩ mới luôn phải có cán bộ y tế chăm sóc, kiểm tra sức khỏe trong quá trình thực hành hay kết thúc buổi huấn luyện. Tập mãi cũng quen, cứ mỗi tuần họ lại tập lại bài tập này. Sau khi chạy 3 km về đến đích, gỡ bỏ khí tài, khuôn mặt ai cũng mệt nhoài, ướt đẫm, nhưng cảm giác chinh phục mục tiêu mới luôn làm họ quên mệt nhọc. Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu. Mồ hôi của mỗi chiến sĩ hóa học trên thao trường không tính bằng giọt mà phải tính bằng bát. Trong quá trình huấn luyện, tình trạng rối loạn cân bằng nước khi mang mặc những bộ khí tài trong điều kiện thực hành mệt nhọc, điện giải toàn thân, rối loạn điều hòa thân nhiệt dẫn đến những rối loạn bệnh lý khác thường xuyên xảy ra. Ở mức độ nhẹ và vừa, say nắng say nóng có thể tự phục hồi, nhưng ở mức độ nặng là rất nguy hiểm. Vì vậy, để đảm bảo sức khỏe cho bộ đội, việc tổ chức luyện tập phù hợp với điều kiện thời tiết những tháng mùa hè là vô cùng cần thiết. Cùng với việc điều chỉnh hợp lý thời gian, lịch huấn luyện, luyện tập trong nhà và ngoài trời, Lữ đoàn còn tăng cường trang bị kiến thức về y học cho mỗi cán bộ chiến sĩ để họ hiểu được trong điều kiện, hoàn cảnh nào thì dễ bị say nắng, say nóng, cũng như cách xử trí khi có người bị say nắng, say nóng và cách phòng tránh tốt nhất. Những cái nội dung của huấn luyện ngoài trời thì đầu giờ sáng chúng tôi tổ chức huấn luyện cho bộ đội. Cuối buổi sáng thì những cái nội dung huấn luyện trong phòng học để bảo đảm sức khỏe cho bộ đội tốt hơn. Và cũng như buổi chiều cũng vậy, trong đó rèn luyện khí tài 3 km, hành quân rèn luyện mang vác nặng đường dài là chúng tôi bố trí quân y để bám nắm. Ngoài ra, để đảm bảo việc huấn luyện trong điều kiện thời tiết nắng nóng mùa hè, trong nhiều năm qua, đơn vị đã tổ chức bố trí tăng cường trồng cây xanh tạo bóng mát trong doanh trại, quan tâm cung cấp đủ nước uống, đặc biệt các loại nước uống tốt cho sức khỏe bộ đội, tránh để bộ đội phải hành quân bộ ngoài trời trong những thời điểm nắng gắt, oi bức. Quân y đơn vị làm tốt công tác quản lý sức khỏe bộ đội, kịp thời báo cáo chỉ huy đơn vị những trường hợp có biểu hiện bất thường về sức khỏe, có phương án cho nghỉ ngơi và điều trị kịp thời, chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng, phương tiện và các loại thuốc cấp cứu, nắm chắc phác đồ cấp cứu và thành thục kỹ thuật trong xử trí say nắng, say nóng trên thao trường. Trong bữa ăn, bổ sung nhiều thực phẩm phù hợp với điều kiện thời tiết mùa hè. Phòng hậu cần chủ động tham mưu cho đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn, lãnh đạo chỉ đạo nâng cao chất lượng chế biến thực phẩm, bảo đảm kịp thời, chất lượng, an toàn, tiết kiệm. Bộ đội ăn ngon, uống sạch, ăn hết khẩu phần ăn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng. Chúng tôi đã tổ chức quán triệt đối với bộ phận nuôi quân, thực hiện nghiêm các cái quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, điều chỉnh hệ thống thực đơn, tăng cường các món luộc, hạn chế món xào nấu, làm sao cho bộ đội dễ ăn trong điều kiện nắng nóng. Bộ khí tài phòng da đã là vật bất ly thân với mỗi chiến sĩ hóa học khi đã làm chủ được nó. Các bài huấn luyện đặc thù này giúp họ hoàn thiện kỹ năng cần thiết để đối mặt với mọi loại vũ khí hóa học và hóa chất độc hại khi thực hiện nhiệm vụ sau này. Kết thúc kỳ huấn luyện, các chiến sĩ sẽ được biên chế vào các đội quân xử lý chất độc hóa học, sự cố môi trường,
kể cả hóa chất độc hại tồn dư sau chiến tranh. Đây là những sự cố hóa chất gây ô nhiễm môi trường, nguy hiểm đến cuộc sống của nhân dân. Nhiệm vụ của họ nguy hiểm nhưng vô cùng thầm lặng. Khi mặc bộ khí tài phòng hóa này sẽ không ai nhận ra được từng chiến sĩ, chỉ biết họ là một đội quân tinh nhuệ mang danh hiệu chiến sĩ binh chủng hóa học.